là hai anh em Hiếu cũng vừa hoàn thành xong cái bộ khung phần sườn mái và khung nhá. Toàn bộ bằng tre, chỉ có mấy cái chốt mà anh em làm quanh đấy là mình làm cây gỗ để cho nó chắc. Cây nhỏ để mình luồn mình chốt lại. Đợt này Hiếu sẽ làm cái mái nó bị chếch ra, giống như kiểu nhà sàn luôn. Và cái view cảnh ở đây thì phải nói là tuyệt vời. Tuy nó tiếng suối nó có nghe hơi ồn một xíu, nhưng mà cái này mà bữa nào mùa khô thì nó rất là đẹp đấy. Mùa mưa thì nước to, nhưng mà mùa khô á thì nó rất là đẹp, nước chảy róc rách vui lắm. Quanh đây lại cá này, có cá rất nhiều. Bây giờ thì bước tiếp theo là anh em sẽ đi chặt những cái lá đao đây. Anh em đang chặt thử một hai lá về để thử xem như thế nào mà cảm thấy ok. Nên bây giờ anh em sẽ lên khu này này. Lá đao nhiều, khu tên đây cũng nhiều cả nhà. Anh em sẽ chặt về để mình đan và mình lợp thành một cái mái nhá. Trời bắt đầu mưa phùn rồi. Đấy, anh em làm trong quá trình làm cũng gặp mưa liên tục, phải trú mưa. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng đồng hành tiếp với anh em trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hoàn thiện nốt căn nhà này nhé. Nào, anh bạn. Ôi trời, rồi. Khu này thì chỉ có đá thôi. Đây cả nhà, anh em thấy một cây đây rồi, hai cây. Cái này cũng chặt khoảng tầm mấy cây, mỗi cây mình chỉ lấy được mấy lá thôi, bởi vì nó lấy phần trên phần dưới nó già nó rách rồi. Bây giờ cái này phải mình phải leo lên chặt những cái lá ở trên ấy. Chặt xuống mình lựa, nhưng mà nhìn thôi, nhìn cái nào mà rách thì thôi. Cây này anh em cũng thường chặt là cái mầm của nó để ăn. Còn những cái lá này là rất là đẹp này. Rất là lành nhá. Môn thì đang chặt cái cây bên kia, Hiếu leo cây bên đây. Được nhiều không cậu? Ừ. Bốn à? Ủa cái cây này tớ thấy đẹp phết đấy. Thôi anh em tranh thủ chặt nhá. Giờ anh em tranh thủ chặt không là mưa, kịp không là mưa. Hai anh em đang kéo lá đấy cả nhà. Mà trời nó mưa. Với lại cái chỗ mình đi cũng khó này. Nó trơn lắm. Ổn không anh bạn? Được. Vẫn được à? Được là ngon rồi. Rồi rồi. Ây chà. Nặng nhờ. Nó tươi mà. Tí nữa về mình sẽ tách bỏ cái phần cùi này đi. Lấy cùi đấy. Rất là phê cả nhà. Anh em phải tập kết từ trên tít trên kia. Mà mỗi lần kéo chỉ được mấy tàu thôi. Anh em để dần đây. Bây giờ mình sẽ chẻ mình tách ra nhé. Mình bỏ cái phần cuống này đi cho nó không bị nặng này. Và mình lợp nó không bị cồng cành nhé. Cái này chắc là anh em phải đan. Cái này mà nếu mà không đan thì nó sẽ không chống nước được á. Nên phải đan nhé. Mình phải đan cái thành một cái như kiểu cái tấm tranh, tấm phên.
tách một lớp mỏng như này cả nhà, tách mỏng như này nhá. Khi mình đưa lên nó nhẹ, cái nhà nó kiểu cái mái nó nhẹ, nó mình để cả cái tàu nó rất là nặng. Đó, mình sẽ cắt bớt như này. Mình sẽ gập như này nhé cả nhà, đan lại thành một cái tấm tranh. Mình đan hai lớp như này là nó sẽ kín lại, nó không bị thưa. Mưa quá cả nhà, anh em sẽ lập tạm lên để xem nhá. Giải quá nhiều dẻo. Chắc là nó sẽ chống được mưa đấy, phải hát đấy.
Anh em vừa hoàn thành xong phần mái lợp. Vậy là bây giờ mưa thì anh em cũng đã có cái chỗ để mình trú rồi cả nhà. Mấy hôm nay thì mưa liên tục luôn ở trong rừng. Phần lá này thì lợp lúc đầu thì anh em thấy là khá là kín, không biết là về sau khô thì nó có bị co lại hay không. Nếu mà có bị vấn đề gì anh em sẽ xử lý sau. Đây là một căn nhà sàn mà Hiếu cũng làm một cách gọi là nó khác biệt những căn nhà trước đây. Phần mái này, vật liệu là cái lá đao bây giờ mới lợp này. Đây là mặt sau nha cả nhà. Hai bên và ở trên nóc thì anh em nẹp cây. Và một cái phần lá đao, cái phần ngọn của nó anh em úp ở trên để làm chống dột nhé, làm xếp nóc ở trên. Cái phần dưới thì đan như thế này, làm thành cái tranh để mình lợp, xếp lên. Làm nhà nổi. Nhưng mà đây là một căn nhà đặc biệt là cái view ở đây thì anh em bắc ngang một cái con suối, ở đây là một con thác. Đây là mùa mưa, về mùa mưa thì nước hơi to, nó sẽ hơi ồn một chút. Nhưng mà nếu như Hiếu đang đặt một cái bài toán là mình sẽ thử đặt cược. Với cái mùa mưa này, nếu như cái lá này nó đứng vững thì sau này ở đây sẽ là một cái chỗ trú ẩn lâu dài để anh em có thể phát triển một cái map ở đây rất là đẹp. Cũng như là những cái anh em trong quá trình mình đi sinh tồn này, rồi là đi tìm vật liệu ở đây rất là thuận lợi luôn. Trên đây là một con thác nha. Cũng là một cái con thác mà cái lượng nước Hiếu nghĩ là đây là cái lượng nước chính của cái con thác này. Con suối này nó chia ra thành hai cái con thác. Chắc chắn là cô chú sẽ thắc mắc là tại sao lại dựng lán ngang cái con suối như vậy vào mùa mưa, nó rất là nguy hiểm. Cái này giờ anh em sẽ lát làm một chiếc giường như cả nhà, làm một cái giường nằm. Bởi vì ở đây nếu mà mưa mà mình không có giường nó sẽ té, không may mà cây này nó chảy xuống. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm chuyên biệt cho người viêm gan virus và xơ gan. Giải độc gan Tuệ Linh đã được thử nghiệm lâm sàng tại Viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả làm giảm nồng độ virus viêm gan B trong máu và có thể âm tính virus. Người đang có virus viêm gan trong máu, để phòng ngừa virus bùng phát gây xơ gan, ung thư gan, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Người thường xuyên uống rượu bia, để phòng ngừa xơ gan do bia rượu, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bảo vệ gan số 1 Việt Nam. Ôi chà, êm lắm, thoải mái nữa. Cái này anh em mình làm kỹ nên là nó sẽ êm. Chọn những cây già mà thẳng, nó thẳng là nó sẽ có một cái mặt là mặt sàn êm và bằng như này.
Anh em vừa làm xong bức vách cả nhà, trời lại đổ cơn mưa rồi. Trời mưa, bắt đầu lại mưa rồi, mưa to. Hôm nay thì chắc là cơn mưa khủng khiếp luôn. Và anh em sẽ kiểm chứng xem cái lán nó như thế nào nhé. Đó, ở trên phần cái hai đầu nóc thì anh em chưa làm frame được. Vẫn đang để nguyên như vậy. Có vào nghỉ ngơi đã cậu ơi, mưa rồi. Mưa to chưa? Mưa to đấy. Có nhà đứng sướng thôi, mưa rừng. Mong là cơn mưa này căn nhà của anh em không bị dột nhá. Đó, vách vừa làm xong thì trời đổ mưa. Bây giờ nói chung là ngồi trong nhà cũng khá ấm áp rồi. Cái này mùa đông này phải che chắn thôi, mùa đông nó vẫn hở rồi, mùa đông lạnh đấy. Đây là một trận mưa to đấy, và để anh em xem cái mực nước ở đây như thế nào nhé. Anh em vừa phát hiện cái chỗ này có mấy con ếch cả nhà. Sao cậu ơi, to không? Đây này, một con rồi, tôi thấy một con rồi. Thấy ở đâu? Anh em ở lên đâu? Bắt luôn cả nhà này. Ngay trước cửa lán. Từ từ thôi, nhảy thôi. Ở đâu? Đây là con này. Thấy không? Nó còn mà. Nó còn hả? Ui, nó ấy rồi cậu ơi. To không? Nó đang ngồi lên nhau. Ngồi bên nhau à? Nó ngồi lên nhau. Đâu? Đây nè. Ồ, con đấy. Con thấy một con to ở đâu nhỉ? Nó đậu ở đâu nhỉ? Cây đâu đây này? Đây đây đây. Ủa rồi, đây này. Một con cấu ấy. Ừ. Đó, con này to. Nó giống kia luôn. Ồ. Bắt luôn hả? Đấy. Bắt luôn. Con ngồi nhỉ? Hai con cả nhà. Hai con nách to. Ừ. Ồ, một con. To chưa? Ui trời, đó một con nha cả nhà. Hai con nữa này. Ồ. Hai con, chỗ này hai con. Nó ngồi lên nhau rồi. Ui trời, hai con to luôn cả nhà. Ngay trước lán luôn, anh em luôn. Lán này có đồ vậy ăn là anh em khu này vậy là có đồ ăn. Ừ. Xem còn nữa không nhá, nó nằm trong hang đêm nó ra. Anh em đang tính đi soi thì muôn soi sang đây thì thấy chưa mặc đồ sang bắt luôn cả nhà. Đái à? Dính. Có con gì nó kêu á cậu, nó kêu ở trên cây ấy. Là con nó đó, mấy con nhỏ nhỏ đó. Con đực ấy. Ô trời, trong này một cái hang đá. Xem nào. Úi da. Xem nào. Đâu? Nó rằn ri luôn mà. Ui, con gì đấy? Con ương á. Ủa ương à? Ủa làm sao mà bắt được nó? Bây giờ là tớ cố gắng chui vào đây. Nhẹ nhàng thôi nhá. Hay là tớ cũng càng sâu cái nhờ. Ui, thế là anh em ổn rồi. Đêm nay này. Từ chiều nhá. Nó mưa. Giờ nó ra hay sao cậu nhỉ? Nó ra đấy. Đấy, đúng rồi, to lắm. Từ từ nhá, nhẹ nhàng nhá. Từ đó kìa cả nhà. Nó đang nằm hai con đấy. Ở đó, ngay đó đấy.
Được chưa? Không bút sổ ơi. Đã, trời ơi, cồm tay luôn. Trời ơi. Ủa, chỗ này có một cái hang đá nữa cả nhà này. Trước lán anh em cũng chưa khám phá hết luôn. Đây còn có hang đá nữa chứ. Nè, có cái đấy. Hang này. Hang này, tới trong kia. Ủa, trời ơi, cái hang này. Ô, thế bữa giờ mà anh em biết thì khỏi phải làm chỗ trú ẩn nhờ. Khỏi phải làm nhà, có hang đá đây này. Đúng là chưa khám phá hết thôi, luôn. Thôi hay là mình bán nhà đi ở hay hang là bán đá. Nhà, có ai mua nhà thì bán anh em bán nhá. Anh em có nhà mới đây rồi, có cái hang đá. Bữa nào ban ngày vào quay phát đi. Để bữa nào mùa nóng anh em có thể ở ngủ đây được. Ui trời nhờ. Nhưng mà thấp cậu ạ. Thấp nhưng mà trong, trong kia là nó cao hơn cái hang kìa. Để bữa nào ban ngày mình phát đi. Mình sẽ làm một cái nhà trong hang. Ui kìa. Ui kìa nhờ. Đó. Còn sâu trong kia kìa. Mới có con gì ở trong vào nhờ. Xem nào. Ui vào sâu lắm, cái hang vào sâu lắm nhờ. Sâu mà. Tới trên kia rồi. Cậu nhờ. Đi lên một vòng xem sao. Rồi. Thay đồ, thay đồ. Thay đồ anh em mình đi. Đây này, cái chỗ này này. Trước cửa lán luôn này. Ngay chỗ này cá nhiều lắm này. Cả nhà, cả nhà xem con cá trắng kìa. To chưa? Đó. Đây nha, ban đêm nó ra nha. Có con cá này, cá to chưa? Đó, cá này. Cá như kiểu mà, ui dạ, hai con, ui to lắm. Đó đó, cá đó. Mấy con to nhá, mấy con cá ở đây to. Đây là hai cậu nhỏ này. Ủa, ở đây ổn, anh em ở đây nguồn thức ăn cái gì chứ không biết, nhưng mà hiện tại là thấy cá rồi. Cá ngay trước lán luôn rồi. Hay là để đây nuôi không bắt nhỉ. Ủa, đây cũng có cua luôn này. Cua thì bữa nay anh em ngán này. Đây, đây là cua này. Ồ, thế cái chỗ này là anh em là đi rừng này là thức ăn dồi dào rồi cả nhà. Thấy cá này, ếch có này. Bây giờ hai anh em sẽ đi ngược lên, đi lên phía trên nhà cả nhà. Đó, căn nhà thì tối nay là khá ổn áp rồi, kín đáo rồi. Đây là cái phần lá đao này anh em sẽ để lại nhé, đang tận dụng để hồi chiều tính làm cái mái bếp mà mưa tới tối luôn nên anh em cũng không làm được. Ở đây lâu dài thì sắp tới anh em sẽ đi đặt thêm bẫy. Úi dạ. Này, không có nhỉ. Xem cái nguồn cá nhiều lắm, cá nhỏ đầy luôn đấy. Bữa nào anh em mình đi bán cá cậu ơi, cá nhiều lắm, cá nhiều thật đấy. Đêm nhưng mà đi những cái đoạn này rất là khó luôn, trơn lắm, trượt cực kỳ luôn. Rêu, cái rêu đẹp không, cuốn chiếu. Ui ui trời, được không, trơn lắm. Ok không, ok không sao. Đi được, ok thì đi tiếp. Hơi trơn tí thôi. Mà trơn thật chứ không phải hơi nữa. Ổn không? Thấy cái gì không? Uống nước này nhiều cá lắm. Hả? Đây này, chỗ này nhiều cá. Cái này không nhận cá nhiều. Như là con chuột hay sao nhỉ? Hả? Chuột hả? Có chuột, có chuột. Không rồi. Ui, ui trúng cây. Ô, trúng cây à? Ơ. Trúng vào đây này. Đây nhỉ? Có cái gốc cây to này. Có một đốt thôi. Đâu nhỉ? Đây, cái chạy đây ném trúng đây luôn rồi. À. To không? Nói chung là ăn được. Ăn được rồi. Đồ. Cả cho đồ, cả cho đồ. Muôn ơi Muôn. Ôi. Muôn. Ôi. Mau chặt con cá cái. Nhanh. Chỗ đùi à? Đây này. Ôi, chạy rồi. Chạy mất rồi. To phết đấy. Mình lại không cầm dao chứ. Anh em lên một khúc nhưng mà không có luôn cả nhà. Được mấy con đây? Được 4-5 con này.
Hồi nãy ngay cạnh lán thì bấm video quay, không bấm lại bấm cái chế độ chụp hình ấy. Không quay được cảnh bắt mấy con. Chụp cũng không rõ. Không rõ luôn ấy. Cứ lo quay đây. Thôi lo bấm máy chứ không để ý là máy có chạy hay không. Và anh em về nhỉ, về ngủ sớm. Ngủ sớm mai làm nữa nhỉ. Mai còn làm nấu cái bếp nữa. Nguy hiểm lắm đường này. Đi cẩn thận nhá. Trời đá này là trời trơn trượt lắm. Mình không phân biệt được nó trơn hay nó không trơn đâu. Đúng rồi, cái này khó lắm. Đó gặp một con đây cậu ơi. Đâu đâu? Đây đây đây. Ấy, xem nào. Đây đây này. Rồi bắt đi. Từ từ nhé. Để nó. Ngon đấy, con đấy ngon. Ngon cậu ơi. Anh ngon lắm. Thấy thế chứ vậy là cũng được đấy. Này, chúng con ngon đấy. Ếch này, ếch này ếch ngon mà. Đó. Thôi, cái loại ngon đúng rồi. Cái đèn này nó chóa nhỉ. Chói quá nhỉ. Nó chóa lắm. Rồi, cho đi thôi. Hả? Thêm một thành viên mới. Thêm một thành viên mới, thêm một đứa. Quay đi. Mặt lên nhỉ. Đi quay mặt lên anh em mình không thấy được. Cua này. Cua nó có lấy không? Nhỏ thế. Nhỏ thôi nhỉ. Cua này nhỏ ăn không ngon đâu. Ôi dồi ôi. Gai quá, khó chụp. Mỗi con cầm này tới chụp chứ. Chỗ này tên lắm. Không làm sao mà xuống nhỉ. Để yên nhá. Rồi ok, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lên rồi. Ây. Gai mình không dám chụp. Mày hả bới, mày hả bới. Ok, một em. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Nếu tình đôi ta dở dang, em hãy xem như là một giấc ngủ chiêm bao. Mai sau cùng quên hết đôi ngã cuộc đời. Cậu ơi, vào ngủ thôi. Ngủ thôi, ngủ thôi, Muôn ơi, vào ngủ thôi. Chiều làm nhưng mà chưa dọn được. Bây giờ dọn qua để ngủ thôi. Trời mưa anh em ngồi mà không dọn luôn. Nó sạch ngủ cho đỡ. Tối nay là chăn ấm đệm em. Chăn ấm không có đâu. Nhưng mà giường êm nhỉ. Giường êm rồi. Giường êm thôi. Đá đấy cậu. Cậu nằm trong hay nằm ngoài? Nằm trong nhá. Bên nào cũng được. Cho cậu nằm bên này với thác, còn tớ nằm ngoài. Tớ hay dậy. Con dao đợt này là Hiếu đem thêm con dao này. Hôm qua trước này đục gãy luôn cả cái mũi luôn. Căn nhà này là được hoàn thành bằng 3 con dao. Con dao này là dùng để đục lỗ và khoét lỗ. Rồi một con dao của Hiếu và một con dao của Môn là 3 con dao cả nhà. Đây, con dao này là đi rừng, con này nặng. Cái mũi của nó hơi dài mà cũng đục khó, nên là chuyến này Hiếu đem theo con này là để mục đích là làm ẩm thực các thứ, nhưng mà vô tình thì làm lán thì lại dùng để làm nhà luôn. Đục được mà giờ nó bị gãy cái mũi mất. Mài thành cái đục luôn, sạch rồi đấy cậu, mát mẻ đấy. Tối này mình lặn phát rồi chắc
hai thằng ôm nhau ngủ được. Không biết là có lạnh không, phải chuyến sau anh em về sẽ mang theo cái chăn vào. Tớ thử đêm nay đi. Thử xem, nhưng mà tớ thấy cũng không lạnh nhỉ. Chắc là cho tớ mặc cái áo này. Mùa áo này, tao này. Mùa này nó cũng đỡ mà. Không lạnh đâu. Nghe căn nhà này thì thực ra là có thể nằm được 4 người cả nhà. Anh em cũng không làm to. Thứ nhất là tốn nhiều công sức và làm lâu, nên anh em chỉ làm đủ 2 người ở thôi. Nó thực ra là cái khoảng ngoài còn được nằm một người thoải mái đó. Nếu mà nằm chết chết vào là được 4 người đấy nhỉ? Được chứ? 4 người thoải mái luôn đấy. Ui, thoải mái luôn, 4 người ấm đấy chứ. Nằm 4 người, là nằm nhiều người nếu mà ấm nhỉ? Ừ. Chắc giờ anh em xin phép tất cả cô chú anh chị các bạn, anh em sẽ đi nghỉ nhé. Và hẹn gặp lại cả nhà vào sáng mai. Chúng ta lại tiếp tục hành trình nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Cả nhà yêu mến, anh em đừng quên cho anh em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ động lực cho anh em nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Tắt đèn nhé. Tắt đi. Tắt ngủ cho nó ngon nhé. Tắt ngủ cho ngon. Quý cô chú, anh chị cùng các bạn thân mến, trong những chuyến đi rừng, anh em sẽ thu gom những sản phẩm dược liệu ở rừng nhằm hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ điều trị các căn bệnh nan y, như đặc biệt là có nấm lim xanh được mệnh danh là khắc tinh của căn bệnh ung thư, thần dược xào tam phân hỗ trợ các căn bệnh về gan, ung thư gan, xơ gan, ung thư đại tràng, ung thư vú, và những sản phẩm chăm sóc sức khỏe như mật ong cùng các loại thảo dược rừng dùng để ngâm rượu và làm thuốc. Quý cô chú anh chị cùng các bạn có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại và Zalo của Hiếu là 078-228-2345 để được tư vấn những cái sản phẩm dược liệu ở rừng. Hiếu xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ hai anh em để có thêm kinh phí xây dựng và phát triển kênh. Một lần nữa xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bảo vệ gan số 1 Việt Nam.